Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội xin phép được báo giá đến quý anh chị cũng như là các bạn đang xem video clip này về những mẫu xe hiện đang có mặt sẵn tại cửa hàng quý anh chị và các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta có một chiếc Kia Carnival với năm sản xuất là 2022, phiên bản máy dầu Signature bản full, hiện đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 340 triệu đồng, lăn bánh được hơn 30.000 km quý anh chị và các bạn nhé. Màu trắng, nội thất nâu. Và chúng ta hãy cùng đi xuống bên dưới một chút nào. E250 2017 ngay dưới chiếc xe này. Màu đen. Màu đen, nội thất đen. Bây giờ để trải nghiệm chỉ có 999 triệu đồng mà thôi. Ở phân khúc E-Class, phiên bản giữa có cửa sổ trời, mặt ca lăng thể thao. Đấy, nói chung là đang rất là hợp lý để trải nghiệm quý anh chị và các bạn nhé. 999 triệu đồng. Bên dưới chiếc xe này chúng ta có một chiếc xe đến từ nhà Toyota. Một chiếc Toyota Fortuner với năm sản xuất là 2017, model mới. Phiên bản là phiên bản máy xăng một cầu 2.7V, lăn bánh được 10 vạn km, giá đang được chào bán tại Car Center là 739 triệu đồng. Có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Bên cạnh chiếc xe này là một chiếc Land Rover, phiên bản HSE Sport Supercharged sản xuất 2008, bây giờ để trải nghiệm chỉ có hơn 500 triệu xíu thôi quý anh chị và các bạn nhé. Cùng lên phía trên nào. Chúng ta có ở đây tiếp tục một mẫu xe Toyota. Một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0Q với năm sản xuất là 2022. Chiếc xe này lăn bánh được 30.000 km và hiện đang được chào bán tại Car Center với giá là 1 tỷ mốt hơn một chút xíu thôi quý anh chị và các bạn nhé. Xe rất là đẹp luôn. Và ở đây một chiếc GLC 300 Formatic form mới sản xuất 2020. Chiếc xe này thì đang được chào bán với cái mức giá là 1 tỷ 685 triệu đồng, lăn bánh được 4 vạn mai. Bên cạnh chiếc xe này thì ở cái phân khúc giá nó êm hơn một chút. Một chiếc GLC 300 Formatic sản xuất 2018, phiên bản kính 3 lớp, loa Burmester hiện đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 169 triệu đồng. Chiếc xe này thì lăn bánh được có hơn 3 vạn mai thôi, khoảng độ 6 vạn km quý anh chị và các bạn nhé. Chiếc Lexus S250 bên cạnh này thì bên em đã nhận cọc rồi, chờ ngày giao xe nên là em sẽ không giới thiệu qua nữa, mà chúng ta hãy cùng đến với những cái mẫu xe tiếp theo ở bên dưới. Porsche Macan sản xuất 2015, phiên bản 2.0 AT, model 2016, lăn bánh được 9 vạn km, giá đang được chào bán tại Car Center 1499. 1 tỷ 499 triệu đồng, có giao lộc thêm cho quý chị và các bạn. Bên cạnh chiếc xe này cũng là gầm cao nhưng đến từ Honda, một chiếc gầm cao đô thị cỡ vừa, một chiếc MPV 5+2 đến từ nhà Honda. Honda BRV phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda BRV, xe sản xuất 2023. 2023 mới có mẫu xe này quý anh chị và các bạn nhé. Có Honda Sensing, khung gầm bệ chắc chắn là một trong những mẫu xe cực kỳ hay và xứng đáng trong cái phân khúc tầm tiền. Xe này bây giờ Car Center đang chào bán với mức giá là 709 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. Lăn bánh được 14.000 km tròn đấy, 13.990 mấy đấy, nhưng mà thôi cứ đọc là 14.000 quý anh chị và các bạn ạ. Bên dưới chiếc xe này chúng ta có một chiếc Kia Sorento, phiên bản là phiên bản máy dầu luxury sản xuất 2022, lăn bánh hơn 3 vạn km, giá đang được chào bán tại Car Center với mức giá là 929 triệu đồng, có gia lộc thêm chút cho quý anh chị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Cũng trong phân khúc hơn 900 triệu đồng thì chúng ta có một chiếc Ford Everest phiên bản Titanium, một cầu máy dầu, lăn bánh cũng hơn 3 vạn, bây giờ là 935 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị cũng như là các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom nhé. Model mới rồi. Và chúng ta hãy cùng lên trên tầng để xem nốt một vài cái mẫu xe còn lại ở trên tầng của cửa hàng.
Trên tầng thì bên em còn một vài mẫu xe. Chiếc Nissan Navara này thì em sẽ báo giá sau cho quý anh chị và các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta có Toyota Camry này, phiên bản là phiên bản 2.0Q. Với năm sản xuất thì chiếc xe này là sản xuất 2022, quý anh chị và các bạn nhé. Xe này thì Car Center đang chào bán ở cái mức giá là cũng là tỷ mốt, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Đường nó hơi chật một chút, chắc chúng ta phải vòng sang bên kia. Chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng phong mới này thì bên em đã nhận cọc rồi, chờ ngày giao xe em sẽ không giới thiệu qua nữa. Chiếc Honda CR-V này cũng vậy, cũng đã nhận cọc rồi. Sang đến bên đây thì chúng ta có một chiếc Mazda 3 này, phiên bản 1.5 AT sản xuất 2018. Chiếc xe này thì lăn bánh được 5 vạn km và hiện đang được chào bán với cái mức giá là 439 triệu đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị cũng như là các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc Hyundai Tucson 2.0 ATH phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc quý anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì bây giờ Car Center đang chào bán với cái mức giá là 589 triệu đồng, xe lăn bánh được 9 vạn km. Toàn bộ các cái mẫu xe bên em đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa có thể được là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm, cũng như là cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe bán ra tại Car Center. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến bất kỳ mẫu xe nào, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Hoặc là dành một chút thời gian trực tiếp ghé thăm showroom cửa hàng tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Bên em vẫn đang về rất là nhiều mẫu xe cho tất cả mọi người lựa chọn nhé. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.